Xin chào các bạn, là Trung đây. Và ở trong video clip này, Trung sẽ chia sẻ với bạn cái cách là làm như thế nào để bạn học tiếng Anh nhanh hơn thông qua quá trình mà Trung đã đi dạy tiếng Anh 5 năm cho khoảng 12.000 học viên. Thì Trung đã rút ra được 5 bài học. Bao nhiêu ạ? 5 bài học quan trọng để giúp cho bạn học tiếng Anh nhanh hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi luôn chi tiết vào 5 bài học này nhé. Rồi, điều đầu tiên để giúp cho bạn học tiếng Anh nhanh hơn, ngay cả khi bạn là một người mới, điều số 1 là một nhân tố quan trọng để giúp bạn cho bạn trở nên có động lực mạnh mẽ hơn, giúp cho bạn duy trì động lực học tiếng Anh dài hơn, lâu hơn và kiên trì bền bỉ đến tận cuối con đường, đó chính là hãy đọc to tiếng Anh. Đúng rồi, điều đầu tiên đó chính là bạn cần phải đọc to tiếng Anh. Thông thường thì khi mà chúng ta học tiếng Anh, chúng ta có trạng thái là hay rơi vào một cái trạng thái cảm xúc, đó là chúng ta ngồi, chúng ta nghe, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta xem máy tính. Nhưng đấy là cách học của những người học tiếng Anh không nhanh. Nhưng nếu bạn muốn học tiếng Anh nhanh hơn thì bạn cần phải sẵn sàng. Hãy tìm bất cứ một cái tài liệu nào bạn đang có trong ngôi nhà của bạn. Nó có thể là một cái bài đọc, nó có thể là một cái bài viết, nó có thể là một bài nghe, nó có thể là một cái đoạn audio ngắn, nó có thể là một đoạn phim ngắn, nó có thể là một bài hát. Hãy lấy bất cứ những cái gì có thể và hãy đọc thật to cái bài đó lên mỗi một ngày. Và Trung thách thức bạn, Trung thách thức bạn hãy làm điều đó trong vòng 30 ngày liên tiếp. Hãy đọc to tiếng Anh và bạn sẽ cảm thấy động lực của mình sẽ cực kỳ duy trì lâu dài và cực kỳ mạnh mẽ. Điều số 2 để giúp cho bạn học tiếng Anh nhanh hơn, đó chính là hãy nghe tiếng Anh. Nhưng hãy nghe tiếng Anh nhưng không nhìn chữ. Tại sao lại như vậy ạ? Tại vì khi chúng ta là người lớn, chúng ta có xu hướng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, cảm thấy an toàn hơn, cảm thấy dễ chịu hơn khi mà mình học tiếng Anh, mình vừa nghe và mình nhìn xem rằng là trong audio đấy họ đang nói cái gì, có đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là rằng là cái thói quen này nó không giúp cho chúng ta học tiếng Anh tốt hơn các anh chị. Nó không giúp cho chúng ta học tiếng Anh tốt hơn, mà bởi vì khi mà chúng ta chỉ tập trung vào chữ thôi, trong khi nghe thì mắt của chúng ta sẽ có xu hướng là đọc nhiều hơn là nghe. Vậy nên cái phương pháp cực kỳ quan trọng ở đây đó chính là chỉ đơn giản, đó là nghe tiếng Anh thuần tuyết, nghe tiếng Anh thuần khiết và không nhìn chữ. Hãy comment cái điều đó xuống, không nhìn chữ, được chưa? Rồi, điều số 3 để giúp cho bạn nhanh chóng tăng tốc cái quá trình nói được tiếng Anh. Chúng biết được rằng ở trên mạng có rất nhiều người đã khuyên bạn rằng là học tiếng Anh ban đầu thì chỉ cần nghe thôi. Hãy học tiếng Anh như một đứa trẻ, chỉ cần nghe nhiều thôi thì bạn sẽ nói tiếng Anh tốt. Nhưng câu trả lời là không. Không, 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 không và không. Tại sao lại như vậy? Bởi vì người lớn và trẻ con học tiếng Anh hoàn toàn khác nhau các anh chị. Với trẻ con thì chúng sẽ có thể nói được cái ngôn ngữ mà nó được vây quanh. Có nghĩa được rằng nếu như nó ở Việt Nam thì nó nghe cái thông tiếng Việt nhiều thì nó sẽ nói tiếng Việt. Nhưng vẫn cùng cái đứa trẻ được sinh ra ở Việt Nam đó nhưng nó được mang sang một đất nước khác thì nó sẽ nói được cái ngôn ngữ của đất nước đó, đúng không ạ? Nhưng người lớn thì hoàn toàn khác, các anh biết vì sao không ạ? Đó là ngay cả khi chúng ta sống ở một đất nước nói tiếng Anh như nước Mỹ hay nước Anh chẳng hạn, Trung có rất nhiều học viên họ đến từ Mỹ và các quốc gia trên thế giới. Các anh chị biết được gì không ạ? Họ ở nước ngoài rất nhiều năm rồi nhưng họ vẫn không thể nói được một câu tiếng Anh nào cả. Bởi vì người lớn và trẻ con khác nhau. Vậy nên cái bí quyết số 3 ở đây ấy, để giúp cho bạn tăng tốc cái quá trình luyện nói tiếng Anh lên, nói tiếng Anh nhanh hơn mà không chỉ đừng dừng lại ở việc nghe, được chưa? Đó là hãy kết hợp với việc hỏi và đáp. Có nghĩa được là gì? Có nên là hãy tìm kiếm những cái audio mà nó có những cái bộ câu hỏi có sẵn và bạn sẽ nghe những cái bộ câu hỏi đó và bạn sẽ trả lời câu hỏi đó, nghe câu hỏi và trả lời câu hỏi, được chưa? Ví dụ như Trung có thể hỏi được bạn được rằng là Trung sẽ hỏi được bạn rằng là what is this, thì bạn sẽ hỏi là this is a book, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Thì đấy là cách chúng ta hỏi đáp ở mức độ cơ bản. Nhưng tương tự bạn có thể tìm kiếm được những cái tài liệu giúp cho bạn hỏi đáp tốt hơn trên mạng. Còn nếu như bạn chưa biết có bộ tài liệu hỏi đáp nào tốt nhất thì ở phía bên dưới cái đường link của cái video này, Trung có dành tặng cho bạn những cái bộ câu hỏi, những cái bộ audio để bạn có thể học theo.
Đây cũng là một cái phương pháp học tiếng Anh dành cho cả người lớn và trẻ con, có tên là Cullen Method, được chia thành 12 cấp độ khác nhau, có các mức độ câu hỏi từ dễ cho đến nâng cao. Bạn có thể tải hoàn toàn miễn phí ở bên dưới, được chưa ạ? Rồi, và điều số 3 là khi hỏi đáp. Điều thứ 4, điều này cực kỳ quan trọng mà Trung đã học được từ một người thầy mà Trung rất ngưỡng mộ. Và điều thứ 4 này sẽ giúp cho bạn tăng tốc cái quá trình đọc hiểu. Các bạn hãy nhớ điều này. Từ vựng là một nhân tố quan trọng trong việc học tiếng Anh. Số lượng từ vựng bạn biết sẽ quyết định trình độ tiếng Anh của bạn. Bạn biết càng nhiều từ thì bạn sẽ càng dễ dàng hơn trong việc nói tiếng Anh. Vậy thì làm như thế nào để có biết được nhiều từ vựng? Thì có rất nhiều cách học tiếng Anh ở trên mạng. Nhưng ở đây thì Trung sẽ đưa ra một cái phương pháp vô cùng đơn giản. Đó chính được gọi là đọc tự do. Phương pháp của các bạn ở đây chính là đọc tự do. Đọc tự do có nghĩa là gì? Có nghĩa là rằng hãy tìm tất cả những cái tài liệu tiếng Anh nào, tài liệu nào bạn yêu thích và đam mê, bạn có sở thích trong lĩnh vực đó. Hoặc là hãy tìm những tài liệu phù hợp với trình độ của bạn và hãy dành thời gian đọc. Làm gì ạ? Đúng rồi. Đọc. Làm gì ạ? Đúng rồi. Đọc. Làm gì ạ? Đúng rồi. Đọc. Bạn sẽ đọc tiếng Anh mỗi một ngày liên tục như vậy mà không quan tâm đến việc là ngày hôm nay bạn phải nhớ bao nhiêu từ. Cũng đừng quan tâm là mục tiêu của tôi là ngày hôm nay phải nhớ đến 20 từ, ngày mai là 40 từ, ngày mai 60 từ. Quên hết nó đi. Hãy quên hết tất cả những cái học đó đi. Chỉ đơn giản tập trung việc là thay vì tôi phải nhớ số từ thì tôi sẽ hưởng thụ cái việc đọc những câu chuyện mà tôi yêu thích và đam mê này. Thì ở phía đường link bên dưới, Trung cũng có tổng hợp một số các cái trang truyện bằng tiếng Anh đơn giản để cho chúng ta có thể đọc theo, được chưa? Cảm ơn các bạn. Và điều số 5, điều cuối cùng là một mảnh ghép hoàn hảo cho các bước trên. Nhưng trước khi nói cái điều số 5 thì Trung sẽ tổng hợp lại 4 cái điều mà Trung vừa nói. Điều thứ nhất đó chính là hãy đọc to tiếng Anh mỗi một ngày. Điều số 2 đó chính là hãy nghe nhưng không nhìn chữ, chỉ nghe âm thanh thuần khiết. Điều số 3 đó chính là chúng ta hãy dành thời gian để hỏi và đáp. Và điều thứ 4 đó chính là đọc và đọc. Và bây giờ, điều cuối cùng, điều số 5. Điều số 5 ở đây mà Trung muốn chia sẻ với các bạn đó chính là một cái mảnh ghép cuối cùng để giúp cho các bạn hoàn thiện toàn bộ các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Đó chính là chúng ta sẽ rèn luyện, luyện nói. Một cái động tác đó chính là luyện nói và luyện viết tự do. Động tác này có nghĩa là gì? Có nghĩa được rằng là trong cái tuần đó bạn đã đọc những câu chuyện gì, bạn đã nghe những câu chuyện gì, thì hãy dành thời gian ngồi xuống và tự viết lại toàn bộ những cái điều mà mình đã đọc và đã nghe trong tuần vừa rồi. Cố gắng không dùng từ điển. Nếu như bạn quên một cái từ nào đó, bạn không biết diễn tả như thế nào, đúng không ạ? Bạn mang máng nhớ cái từ đó nhưng bạn không biết chính xác từ đó là gì, thì đừng cố gắng nhớ nó. Hãy tìm ra một cách khác để diễn tả từ đó tốt hơn mà không nhất thiết phải nói chính xác cái từ đó. Trung lấy ví dụ, giả sử bạn đi làm, đúng không ạ? Bạn đi đến muộn công ty và bởi vì đường quá đông nên bạn nói với sếp được rằng là sếp ơi em đi muộn bởi vì đường quá đông. Thì giả sử bạn không biết cái từ đường quá đông thì bạn sẽ nói cái gì ạ? Bạn sẽ dùng từ đầu khác ạ? À đúng rồi, bạn có thể nói được rằng là hôm nay nhiều xe quá, trên đường nhiều người quá, có đúng không ạ? Vậy thì thay vì cái việc chúng ta phải dùng từ quá đông, nó phức tạp, thì chúng ta sẽ dùng từ dễ hơn. Và bộ não của chúng ta nó rất giỏi trong việc tìm ra những cái điều đó, được chưa? Vậy thì hãy dành thời gian để luyện nói và luyện viết. Hãy dành thời gian để viết tất cả những cái gì bạn đã học trong tuần vừa rồi. Hãy viết tự do bằng tiếng Anh của bạn, giống như bạn đang viết nhật ký vậy. Cứ viết tự do thôi, không quan trọng về ngữ pháp, không quan trọng về câu chữ có đúng hay sai, không quan trọng về cái việc là cái thứ tự sắp xếp từ có đúng hay không. Đừng sợ sai đó mà hãy cứ viết nó xuống theo cái gì mà bạn tư duy ở trong đầu. Nếu như bạn có một người thầy nào đó có thể giúp cho bạn chỉnh sửa các lỗi sai thì đó là tốt, thì đó là cực kỳ tốt. Nhưng nếu như sau khi bạn viết xong bạn chưa có người nào chỉnh sửa thì cũng không sao cả. Ít nhất là bạn cũng đã hoàn thành được một công việc tốt rồi. Việc tiếp theo bạn có thể làm đó chính là hãy luyện nói tự do. Hãy ghi âm lại các bài nói của mình. Hãy sẵn sàng đứng trước video máy quay và ghi âm lại những cái bài nói của mình. Và sau đó hãy gửi lại cho một người bạn. Một người đó có thể giúp cho bạn chỉnh sửa bài nói cho bạn. Thì đấy cũng là một cái điều tốt, được chưa? Trên đây thì chúng đã trình bày cho bạn về 5
cái bài học mà Trung đã rút ra được trong quá trình dạy tiếng Anh 5 năm cho 12.000 học viên. Và Trung mong được rằng là bài viết này nó cũng sẽ có, bài chia sẻ này nó cũng sẽ có hữu ích cho bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo.